chúng ta sẽ không thể ngay lập tức có được một tâm hồn tràn trề sức sống, mà nó phải là sự kiên trì bền bỉ và đều đặn, mỗi một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì nó sẽ đem đến được thành tựu và kết quả. Hành trình tìm lại chính mình và yêu thương bản thân vô điều kiện, xóa bỏ tiêu cực, vượt qua rào cản của bản thân để cán đích hạnh phúc, sở hữu công thức thu hút điều tích cực, giữ tâm bình an, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình cùng bộ sách Chinh phục hạnh phúc. Xin chào bạn thân mến, chào mừng bạn đã quay trở lại với những chia sẻ của Tuệ An. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà phụ nữ thường xuyên quan tâm đi. Bởi vì Tuệ An cũng là một người phụ nữ, và đã là phụ nữ thì thường sẽ rất là yêu thích những cái đẹp. Và gần đây thì cũng cái dịp mà giao thoa giữa năm cũ và năm mới, thế nên Tuệ An thấy rằng mọi người, đặc biệt là phụ nữ, có xu hướng đi làm đẹp rất là nhiều. Nào là làm lại tóc mới, nào là làm môi mới, rồi chăm sóc da, rồi mua sắm quần áo. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta trở thành một người phụ nữ đẹp? Đó sẽ là chủ đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Làm thế nào để chúng ta dưỡng được cái thân thể, cái nhan sắc này? Và bạn biết không, ngày trước thì Tuệ An là một người rất chú ý đến ngoại hình luôn. Bây giờ thì nói chung là vẫn phải chú ý, bởi vì nói gì thì nói, mình cũng không thể nào mình xuề xòa khi mình xuất hiện trước mọi người được. Bởi vì xuất hiện một cách chỉn chu thì vẫn là một cái cách để chúng ta tôn trọng những cái người mà đang nhìn chúng ta, đang nghe chúng ta. Nhưng mà Tuệ An không còn quá quan trọng đến cái việc ngoại hình nữa. Nhưng mà ngày xưa, đặc biệt cái thời mà mình còn trẻ, cái thời mà mình cỡ 20 mấy tuổi, là mình rất là quan trọng đến việc ngoại hình. Thậm chí là mỗi một tuần Tuệ An sẽ đi spa 2 lần, rồi chăm sóc kiểu này, chăm sóc kiểu kia. Đôi khi là quần áo này phải đi với giày này, phải kết hợp với túi này, phải cùng màu, rồi bắt trend này trend kia rất là nhiều. Rồi mỗi một khi mà đi nước ngoài là sẽ đi săn lùng, đi vào những cái mùa mà gọi là mùa sale off, mùa giảm giá, để săn lùng những cái mặt hàng mà hàng hiệu hay là được giảm giá vào cái thời điểm đó. Nhưng mà vào giờ phút này thì Tuệ An thấy cái điều đó nó không quá quan trọng nữa. Bởi vì sau khi trải nghiệm rất nhiều những cái phương pháp để làm cho mình đẹp lên, kể cả bên trong, kể cả bên ngoài, từ cái lúc mà Tuệ An còn rất trẻ đó, thì đến bây giờ hơn 10 năm trôi qua, Tuệ An nhận thấy có một cái cách làm đẹp mà nó không tốn tiền, nhưng mà nó lại rất hiệu quả. Và thậm chí có thể nói rằng đây là cái cách làm đẹp hiệu quả nhất. Đó là nếu như chúng ta muốn có một vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn, thì chúng ta hãy biết chăm sóc cho tâm hồn của mình. Tuệ An cũng nhớ là gần đây, trước khi mà Tuệ An quay số video này với các bạn, Tuệ An có nhận được một cái chủ đề của Đài Quốc phòng Việt Nam. Và quay cái chủ đề đó cũng là về làm đẹp, cũng là cho phụ nữ. Ý là khi mà chúng ta cười thì có phải đó sẽ là một cái điều mà giúp cho phụ nữ trở nên xinh đẹp và tự tin hơn không? Và Tuệ An đã có một cái số talk vào khoảng 15 đến 20 phút về chủ đề đó. Và Tuệ An nói rằng Tuệ An hoàn toàn đồng ý với điều này luôn. Tại vì khi mà chúng ta cười tươi là chúng ta đã tự tin hơn rất nhiều rồi. Và để chúng ta cười được tươi thì đương nhiên chúng ta cũng phải có sự tự tin về chính mình. Và đừng bao giờ ngại rằng mình cười thì răng mình sẽ xấu, hay mình cười nhiều thì mắt của mình sẽ nhăn. Bởi vì mỗi khi mà mình cười, mình đang tỏa ra một cái năng lượng vô cùng tốt đẹp với những người xung quanh. Và cái đó chính là vẻ đẹp rất đặc trưng của một con người. Và không cái vẻ đẹp ở bên ngoài nào, như là đầu tóc đẹp, như là ăn mặc đẹp, mà mặt mũi lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng lầm lì, có thể bì được so với cái vẻ đẹp bên trong đến từ nụ cười. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể cười được? Chúng ta phải có một tâm hồn đẹp. Chúng ta phải thật sự cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc trong cái giây phút đó, thì chúng ta mới có thể cười được một nụ cười rất là tươi tắn và tự nhiên. Và đó chính là cách chúng ta phải học cách dưỡng tâm của mình. Thay vì dưỡng nhan thì chúng ta bây giờ có một cái từ khóa, đó là dưỡng tâm. Các bạn cũng có thể bình luận cái từ khóa này xuống phía dưới nhé. Dưỡng tâm có nghĩa là chăm sóc, nuôi dưỡng cho tâm hồn của mình. Và Tuệ An có nhớ là ngày xưa khi mà Tuệ An còn dùng rất là nhiều những cái đồ để chăm sóc cho vẻ ngoài, Tuệ An có đọc được một cái câu ở một cái bao bì của một cái sản phẩm nào đó mà bây giờ cũng không còn nhớ nữa. Nhưng nhớ cái câu đó là "Every day is everything", có nghĩa là mỗi một ngày đều đặn, mỗi một ngày thì nó sẽ là tất cả trong việc chăm sóc ở vẻ ngoài. Và với việc chăm sóc trong tâm hồn thì cũng như vậy. "Every day is everything", có nghĩa là chúng ta sẽ không thể ngay lập tức
có được một tâm hồn tràn trề sức sống, mà nó phải là sự kiên trì bền bỉ và đều đặn, mỗi một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thì nó sẽ đem đến được thành tựu và kết quả. Vậy nên bạn cũng hãy chú trọng đến cái sự kỷ luật, cái sự kiên trì và bền bỉ mỗi ngày một chút trong việc chăm sóc tâm hồn của mình. Đơn giản như là việc thực hành lòng biết ơn đi. Giống như Tuệ An có cuốn sách đầu tay mà mình viết, đó là cuốn 90 ngày thực hành biết ơn. Vậy thì nó cũng nhắc nhở một thông điệp, đó là đều đặn mỗi ngày một chút. Chúng ta không cần phải làm rất nhiều thứ trong vòng một ngày. Chúng ta chỉ cần làm từng bước nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày. Và chính cái sự đều đặn mỗi ngày đó sẽ đem đến cho chúng ta những kết quả rất lớn. Và ví dụ như việc cười đi. Mỗi một ngày bây giờ mình tập cười 5 phút. Dù mình vui hay mình buồn thì mình cũng nhớ rằng mình phải tập cười 5 phút. Vậy thì từng ngày một nó tích tụ lại, nó sẽ biến cho mình có thêm những cái thói quen cười trước mỗi một nghịch cảnh đến. Nó sẽ biến thành việc dù như ngoại cảnh có thế nào đi chăng nữa, dù biến động như thế nào thì mình vẫn biết nở một nụ cười thật tươi. Và điều đó là một điều vô cùng quý báu và giá trị. Vậy thì hôm nay trong video này, Tuệ An đã bật mí với các bạn một phương pháp làm đẹp vô cùng hữu hiệu để chúng ta trở nên xinh hơn, để chúng ta trẻ hơn mỗi ngày. Đó chính là dưỡng tâm, đó chính là nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Và cái điều này nó vô cùng quan trọng. Quan trọng nhất đó là bạn cần phải làm mỗi ngày, cần phải làm hàng ngày, cần phải rèn luyện nó kiên trì và bền bỉ. Và làm thế nào để rèn luyện nó được kiên trì và bền bỉ? Đôi khi chúng ta cần phải có một vài công cụ. Nếu như bạn muốn rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp ở bên trong, như là lòng biết ơn, như là tình yêu thương vô điều kiện, như là việc làm chủ quan sát những cảm xúc của mình đến rồi đi mỗi ngày, thì bạn có thể sử dụng công cụ mà Tuệ An đã viết ra để dành tặng cho các quý vị độc giả. Đó là bộ sách Chinh phục hạnh phúc gồm có 3 tập: 90 ngày thực hành biết ơn, 90 ngày thực hành yêu thương vô điều kiện và 90 ngày làm chủ cảm xúc. Bạn hãy đọc nó, hãy thực hành, hãy rèn luyện làm theo nó. Đó chính là những bước đơn giản nhất để bạn dưỡng tâm mỗi ngày. Và khi tâm hồn của chúng ta đẹp, chắc chắn vẻ ngoài của chúng ta sẽ đẹp. Chúng ta sẽ luôn luôn đẹp theo cách rất riêng của chúng ta. Sẽ không có một cái quy chuẩn nào như là da trắng thì phải đẹp hơn da đen, hay là mắt to thì đẹp hơn mắt nhỏ. Chúng ta sẽ luôn luôn đẹp khi chúng ta có một tâm hồn đẹp. Cái điều đó không phải là sáo rỗng, đó là sự thật. Và bạn cũng hãy nở một nụ cười thật tươi, miễn rằng nụ cười đó là một nụ cười chân thành đến từ bên trong.